bắt đầu từ nhà em Tùng lên ở trên mặt đường á, có thể là trên đường quốc lộ là rơi vào tầm khoảng 300 mét. Tuy nhiên đất ở đây có thể là mình nhìn trên ở trên điện thoại, trên màn hình á, mình thấy là không được, không dốc lắm, nhưng mà thực tế là đất vô cùng là dốc. Giả sử như mà đào một cái đường xe máy cũng hơi khó khăn, cực kỳ là khó khăn. Đường rồi đá, ngoài ra thì ở đây đi lại vất vả, cái nền nhà rất là chật chội các bác ạ. Ở bên dưới này kè rất là cao. Đây, bên chỗ này kè vô cùng là cao này, kè bằng những cái đá mềm chứ không phải đá cứng. Như em cũng chia sẻ nhiều với các bác rồi, những cái tôn này đốt lửa thì thủng rất là nhanh. Đây, bên dưới là cái chuồng lợn. À em ơi, gia đình mình hôm nọ là mổ con lợn kia rồi à? Thế bảo bố mẹ nuôi thì mua thêm một con nữa. Mua thêm một con về nuôi. Đi lấy nước. Bảo bố mẹ mua thêm một con nhỏ nhỏ về nuôi. Nhưng mà em ngủ ở ngoài này, ở ngoài này có sợ con trai về đây không? Hả? Nhưng mà con chó này đi đâu rồi? Con chó con đẹp ấy. Vừa nãy anh thấy con chó mẹ lên trên đường rồi nhưng mà không biết đi đâu. Thế mấy cái cây chuối này là mình chặn để nuôi lợn à? Đi xách nước bên này. Thực ra anh thấy cái chỗ nước này nếu mà có rơi chắc là kéo đi nhà mình được chứ. À bàng luôn nhỉ. Nước bên này là không uống được đâu đúng không? Bên này là từ trên đường xuống. Chỗ này mới là nguồn nước chính này. Thế mình rửa bát mang tận bên ngoài này à? Em. Nhưng mà đến mùa mưa chắc cái chỗ này to lắm nhỉ. Cái chỗ này bằng luôn nền nhà của mình chứ. Cái nguồn nước này. Ở bên Sapa thì bạn em có ai làm bên đấy không? Không à? Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh. À. Ở bên đấy, ở bên Bắc Giang thì anh đi 2 tháng phải bán điện thoại để đi về. Thực sự đi làm thời vụ ấy, đi làm thời vụ thì ở dưới đấy không dám đi làm đâu. Không thấy tiền đâu. Ờ kia nhưng mà cái đường này là đi đâu em? Đường đi lên đường trên á. Ở dưới này đào đường quá khó luôn đấy nhỉ. Tí tẹo đường để đường xe máy nhưng mà đi rất là khó. Ở bên kia là nhà người ta à? Bên kia là nhà người ta. Lán hay nhà? Ruộng. Lán ruộng thôi đúng không? Ở trên này khí hậu vô cùng là khắc nghiệt. Ngoài những cái nơi trồng thảo quả ra thì em thấy là trồng cái gì cũng dường như là không lên. Ở trên này trồng ngô thì không trồng được ngô lai đấy chứ em? Không. Trồng cái ngô trắng trắng của người Mông đấy đúng không? Ừ. Ngô đấy thì bán thì mọi người chỉ lấy đi gọi là đi nuôi gà thôi chứ ngô đấy làm gì mà. Ừ. Thời gian nữa là mấy cây chuối rừng nó cũng hết đấy. Chuối rừng để nuôi lợn. 10 lít nước mà có lẽ xả 5-6 phút hay là gần 10 phút mới được. Đến mùa mưa mới to. Trên này nhà vệ sinh nhà 8 không có. Vất vả. Cực khổ. Như này thì lạnh như này làm sao mà tám kiểu gì? Đun nước à? Ôi dồi ôi. Nhà vệ sinh nhà tám.
Nếu mà cái chỗ nhà này của mình á, nếu mà làm thì cũng không có chỗ để mà làm cái kia đấy luôn ấy, nhà vệ sinh nhà 8 ấy nhỉ. Em đủ 17 tuổi chưa? Em đủ. Hôm nào đủ? Ngày 13 của ngày 13 tháng 12 âm á. 13 tháng 12 âm hay dương? Âm. Ngày 13 tháng nghĩa là sắp Tết đấy đúng không? Ừ, đây đúng không? Đấy là trên giấy tờ luôn đúng không? Hả? 15 á. Nhưng mà vẫn là tháng 12. Tháng 1 à? Sao lại ôm em gái ngã thế kia? Hả? Đi đâu chờ em gái mà? Không có quần áo nữa à, em gái á, em gái nhỏ ấy. Không có cái mũ à? Em gái không có. Ủa lại như thế này. Anh thấy là anh em người Mông ấy, các con ít khi mặc quần áo ấm nhưng vẫn chịu được, không đội mũ. Em đi chợ. Hay đi chợ? Thôi. Thôi có cái gì thì nấu cái đấy thôi em ạ. Có cái gì nấu cái đấy thôi, không cần mua cái gì đâu. Nấu trứng về ăn được. Thật đấy. Không, bây giờ đi chợ cũng xa. Nơi ở đây giờ em đi mua ít cà chua cái thứ về nó ăn. Cà chua à? Ở đây đi lâu chứ. Đi xa ra một tí về. Ừ, thế em đi một tí đi. Nhưng mà anh thì anh nghĩ là có cái gì ăn đấy. Trước đấy là cái vườn thảo quả nhà chú thì một năm là thu được bao nhiêu tiền? Có được 10 triệu một năm? Chắc cũng mỗi năm chắc cũng được, ít cũng được phải 5-6 triệu đúng không? Đúng. Thế là bán hết vườn thảo quả 40, nhà 60 là được 100 triệu. Đi 4 lần. Nhưng mà đi là có cần đi 4 lần Hà Nội là có cần thuốc thang không? Chú. Có. Nghĩa là vẫn phải nộp tiền à? Không được ưu tiên à? Dạ. Chú không hiểu lắm. Thì bây giờ là gia đình mình còn nợ bao nhiêu tiền chú? Dịch cho bố đi. Dịch cho bố đi. Em 30 năm chưa dịch. 35 triệu là nợ ở đâu? Ngân hàng á? Nhớ thì cho ra đi chia nhà nó không? Nợ anh em họ hàng thôi à chú? Em trai? Bố bảo nợ anh họ hàng à? Nghĩa là có nợ ngân hàng không? Mình nhà mình có nợ ngân hàng không? Hỏi xem bố nào. Hỏi đi. Không biết nói tiếng phổ thông á? À? À tiếng dịch từ tiếng phổ thông ra tiếng Mông á? À? Để các em học lớp 6 mà cũng không dịch. Em có biết dịch không? Em trai? Có dịch cho bố xem nào. Hỏi xem là nợ bao nhiêu? Để nói. Nồi cơm của gia nhà em Tùng thì đang sôi sùng sục, đấu bằng bếp lửa hoàn toàn. Em mấy lần mẹ uống như thế mẹ có ăn được cơm không? Không ạ. Không à? Ăn ít á? Ừ. Vừa nãy em đi mua gì? Em mua cái cà chua. Với ớt á? Như là bố vừa đang nấu rau cải với bỏ ít thịt vào đây nấu cho nó ngọt hay sao? Bỏ thịt vào là nấu cho ngọt đúng không? Ừ. Cắt ít thôi em ạ.
Buổi trưa thì sáng có nấu ăn sáng không? Có. Có. Thế thường là nhà mình một buổi sáng thì nấu bao nhiêu bát gạo? Cứ nấu bình thường á. Bao nhiêu bát thì đủ ăn? 4 bát à? Ừ, nhưng mà em ít ăn cơm á. Ừ. Thì em nhịn 2 bữa, 3 bữa nữa. Nhịn 2 bữa, 2 bữa. Là nó dạng là thấy gầy. Nhịn mấy bữa mới ăn 1 bữa. Thế thì dễ nuôi quá nhỉ. Xem nào. À, vừa rồi là bố bảo là nhà mình đã hết thóc rồi đúng không? Ừ. Thế năm nay là được chính xác là được bao nhiêu bao? 13, 2, 1, 4. Sao đã hết rồi? Em không đi xem không biết. Sao bố bảo hết rồi mà? Còn hết rồi, còn 2 bao hay sao? À, thế là rồi em trai bảo là mẹ đi mua được 5 bao hôm qua hôm kia. Mua 5 bao ấy, nghĩa là các cô chú cho được 10 triệu ấy. Thì mẹ đi mua đồ ăn Tết với lại 5 bao gạo, đúng không? Ừ. Thế mua về để đâu? Để đây nhà cô. Giờ ngay trên đường cua này á? Bên kiểu là mẹ anh nghe mẹ anh nói là để bên trường mầm non này. Ừ. Gần cái trường mầm non. Chắc là em trai chở đi chở nha. Bên này làm gì đấy các em? Đây là chỗ ngủ của em Tùng này. À, ngay bên trên nhà. Lên trên đấy làm gì? Này cái thang này các em lên trên nhà đây. Thang này chắc là mẹ tự làm. Ôi ôi, cái thang này ngã đấy. Ngã đấy. Ngã xuống dưới này bây giờ. Xuống đây tí nữa phòng ngủ của chị gái sập đấy. Cười. Không biết lo lắng cái gì cả. Các em còn nhỏ tuổi quá. Xuống được không? Nhưng mà xuống được không? Bây giờ có xuống được không? Ui ui, nhìn sợ quá. Đây không xuống được chứ. Thế em gái xuống kiểu gì? Ui ui. Thế xuống kiểu gì? Không thì ra đây chú bé. Rồi nhìn các em từ trên xuống mà ghê thật. Rách luôn cái bạn. Cái bạn này là cũ từ lâu rồi. Nhà em Tùng nấu ăn làm phiền. Cái này vừa nãy một là em nấu nấu cái thịt này chín, sau đó em mới bỏ cà chua thì nó sẽ không bị nát. Cái này ôi, gia đình quá đông con cũng rất là vất vả các bác ạ. Kiếm bữa cơm ăn hàng ngày cũng đã khó khăn rồi. Em cắt đấy, cắt là cắt mỏng mỏng thôi em ạ. Sau đó là bỏ cái bát vào. Cái đấy cái gì ạ? Cái hạt tiêu á? Hạt tiêu đúng không? Quý
Mấy cái cây đào xung quanh này là ở bên xung quanh nhà mình là của ông à? Cây đào ở bên này á? Thế là cái chỗ đất mình đang ở đây là cũng đất của ông đúng không? Thế thì bảo ông cho vị trí gần đường. Ông không cho. Thế mà cho thì chắc ngày trước cho rồi đúng không? Vị 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 vị. Không nghịch. Em trai là không về ăn trưa à? Thường thường ngày thì về không hay là hôm nay không về thôi? Nếu mà có xe thì đi ngày không về, có khi không về. Vừa nãy nè. Về đến nhà lại đi. Nhưng mà hôm nay xe em lái rồi mà. Về phải bảo bố mẹ chửi ấy. Cái sân đúng rồi, không đánh được là không sợ. Nhiều khi còn quay lại đánh bố đấy, sợ là đi nhiều quá hư đấy. Vâng, ăn đi. Mẹ không ăn à? Bảo mẹ ngồi vào ăn cơm đi. Các em ngồi vào đi. Em gái nhỏ ăn cơm không? Bé ăn cơm không? Hôm nay nhà em Tùng cũng chắc là tại mình ở đây nên là phải đi mua nhiều thứ lắm các bác. Cái này là cái gì? Cái này các bác không biết cái gì đây? Cái này ăn được á? Được rồi. Đưa ra rồi ăn với cái muối và nước. Chấm muối á? Cái này em đi hái à? Em trai đi hái à? Đây, để vào cho em trai. Ui, sao ăn bằng bát to đấy? À, cho bố à? Tưởng là em gái ăn bằng bát to như thế. Cô ăn cơm đi. Vâng. Để các em ngồi vào đã. Ngồi vào đi em. Ngồi vào đây. Đấy, ngồi vào đây. Hôm nay thì lại ăn cơm với gia đình em Tùng, cũng như là lần đầu tiên đến đây thì em Tùng lại phải nấu cơm. Và cô ngồi ngồi vào đây đi, cô ngồi vào đây. Mẹ không ăn á? À, mẹ ăn cái nấu thuốc đấy. À, chắc mẹ phải ăn kiêng à? Lúc nào cũng thế. Ô, bố không ăn được những cái này à? Ôi. Em Tùng ăn cơm đi. Các em ngồi vào ăn đi. Thế còn em gái út? Em gái út chưa ăn à? Thế là bố với mẹ là ăn riêng. Bố là hình như là chỉ có ăn rau cải là chủ yếu thôi đúng không em? Đấy, các em cứ ăn đi. Vâng. Thế còn em gái út? Không ăn á? Chắc ăn chứ. Bây giờ mời. Vâng, mời các bác. Mời cô chú ăn cơm. Mời các em nhé. Đây là lần đầu tiên này. Đây, em cơm đây. Cái cơm bên này thừa đúng không? Vâng, mời các bác ăn cơm với lại gia đình em Tùng nhé. Cái gạo này là mình tự trồng à? Nghĩa là gạo nhà mình à? Đúng rồi, mình anh ăn mấy cái gạo mua nhiều quá, ăn cái
cây gạo mình tự trồng thấy ngon lắm. Anh không ngại nhưng mà đâu cũng thế thôi. À, bởi vì là ở đâu cũng là như nhà mình thôi mà. À, em Trang có chỗ ngồi à? Nhà mình không có đủ ghế nhỉ? Ghế trước kia đủ nhưng mà mấy đứa em cái hay đánh nhau là không nhưng mà. À. Nghĩa là các em đông á là hai kiểu là đánh nhau là lấy ghế ném nhau đúng không? Ừ. Ở đâu cũng thế đâu. Ném mà vừa ở dưới kia rồi không đi nhích. Ừ. Em nó ném xuống dưới này thì dốc. Ném phát thì đi 500 mét. Thật sự dốc ở dưới kia rất là dốc. Cái này là thịt lợn nhà mình à? À. Đâu mình cũng không ngại các bác. Đặc biệt là cái món này nhé. Bởi vì là cái món này là gia đình đông con ấy. Nên là phải nấu nguyên. Kệ mỡ cũng kệ như thế mới đủ ăn. Chứ sương hải mua thịt lạng thì không đủ ăn. Chủ yếu ăn trứng là nhiều. Đây còn Tết đây, ngoài ra nếu mà không phải Tết thì mấy năm trước còn có khi một tuần nó không có một bữa thịt, hay là một tháng. Tức là một tháng, hai tháng. Một hai tháng, hai tháng không có bữa thịt. Còn ăn rau cải à? Mỗi lần nấu rau là phải nấu cho bố riêng. Bố riêng, nếu mà mẹ... Mẹ em bị bệnh nên không ăn được. Thường thì mẹ vẫn ăn chung mọi người đúng không? Ăn chung với các con. Còn bây giờ mẹ sẽ ăn thuốc để bổ sức khỏe, thuốc nam. Các em thì ăn xong rồi. Thì có em trai vừa nãy nói đi chơi á thì mới về đến nhà. Em nhá, những ngày Tết là đi chơi thôi, còn thường là nếu mà chị gái đi làm rồi thì phải ở nhà phụ giúp ba mẹ nhá. Chứ bởi vì là các em còn nhỏ quá, mấy năm nữa em lấy vợ ấy thì vẫn còn phải lo nhiều thứ lắm ấy. Nhiều khi chị gái phải đi kiếm tiền để giúp em lấy vợ ấy, trực tiên ấy. Nếu không thì như anh bảo đấy, học xong thì đi làm 4-5 năm để kiếm lấy cái vốn, kiếm lấy tiền để mà về cưới vợ. Thứ bố mẹ sương hè ốm đau như này thì bảo bố mẹ đi kiếm tiền về đi hỏi vợ cho con thì lấy đâu ra, đúng không? Mẹ cũng ốm, bố cũng ốm này, làm sao mà thế. Thôi em ăn đi, anh nói chuyện với em một tí như vậy thôi. Anh hôm nay đến thăm gia đình ấy, thì vừa nãy anh tâm sự với gia đình, em cũng không ở nhà ấy. Thế chắc là con về luôn này chú ạ. Gọi con về luôn. Anh về luôn nhé. Anh về nhá. Để có gì như anh bảo đấy, hoặc là thứ ba, hoặc là thứ hai thì chắc là có khi không được, nhưng mà thứ ba. Thứ ba thì anh dự định sang bên đấy thì có việc nữa. Rồi có gì em sắp xếp đồ dần nhá. Em trai còn không mình đi làm ở đâu, chắc là em trai không cần hỏi ý kiến đâu đúng không? Không cần, đợi em trai còn đuổi em đi. Đuổi em đi? Vâng. Sao lại đuổi? Em biết không, hôm qua bảo anh đi thì cứ đi, đuổi em nhà nữa. Đuổi em đi. Nhà vướng, chướng mắt quá à, suốt ngày lái xe, tranh xe lái à? Em không đủ tuổi được có đi xe vèo vèo đấy, nguy hiểm lắm. Em ấy, đừng có đi xe nhanh quá, đi chậm chậm thôi. Trên này là biết là đi là mũ bảo hiểm không đổi. Thấy là chú đi đâu chú đội mũ bảo hiểm hết. Nguy hiểm lắm, lý nữa lại tai nạn nữa thì lấy đâu ra. Trên này dân nhất là lúc Tết như này á, anh đi anh còn sợ. Sợ nó đâm vào mình ấy. Thôi anh về nhá. Anh về đây em nhá. Thế con về nhá chú. Còn cái việc nền nhà các thứ ấy thì lâu bố bảo bố mẹ hỏi xem như thế nào. Bây giờ trước tiên là để muốn làm nhà thì phải hỏi có nền nhà đã. Chưa có nền nhà thì về sau này á
Nếu mà các cô, các bác mà giúp đỡ được mình ấy thì mình sẽ giữ lại xem là, một là mình sẽ mua nền nhà, hai thì nếu mà bắt buộc mà không có ấy, thì vẫn phải sửa lại căn nhà này. Đấy. Thế là em về luôn đi. Vâng. Thế thôi các bác ạ, hôm nay cũng ăn bữa cơm ở gia đình em Tùng để cũng như là chia sẻ cho các bác một chút là bữa ăn như thế nào, để tâm sự với các bác. Bởi vì là bây giờ là thực ra cái căn nhà này á, như em đã nói nhiều rồi, là tôn nhưng mà đốt lửa bên trong như này thì chắc chắn là tôn thủng rất là nhanh, với lại bằng những cái cây tre và mọt rất là nhanh như vậy, lúc gió về thì cũng sợ sập nữa. Nên là đây này, ông đây. Con chào ông. Ông đi đâu đấy ạ? Đi nương đó mà. Dạ, cái nương này là nương của ông à? Vâng. Vâng. Con hỏi một tí. Cái nương à, cái nền nhà trên đường cái ông có bán không? Cái nền nhà trên đường á? Vâng, cháu mua. Cháu mua về cho gia đình của con ông ở các cháu. Nhà này á. Vâng, bởi vì là vâng, thứ nhất là cháu nói chuyện với ông này. Gia đình của, nghĩa là gia đình của con, nghĩa là con của ông ấy. Đúng rồi, con là ốm. Ốm mới phải bán hết đất đai, nhà cửa mới phải xuống đây ở. Đúng rồi. Xuống đây ở thì bây giờ là đường đi lại rất là vất. Thì nên là tình cờ thì cháu gặp được ông thì cháu nói chuyện với ông một tí là cái nền nhà ngay ở trên đường này ấy, xem là ông bán thì bán cho cháu, cháu mua cho gia đình chuyển lên trên này ở cho đỡ vất vả ông. Đúng rồi. Vâng. Thế cũng được, nhưng mà nó ở gần đường quá thì hỏi nó xem nó ở không. Cháu có hỏi chưa? Cháu hỏi rồi, sợ là thế nó ở gần đường thì sợ là con gà cái gì không nuôi được thôi. À không, bây giờ cháu bảo này. Bây giờ là nghĩa là căn nhà này thì vốn dĩ là cứ kệ đây. Nếu mà mua ở trên thì lại làm một căn nữa ở trên, bởi vì gia đình đông con trai quá. Đông con như thế thì mấy nữa là như kiểu cháu của ông lại lấy vợ ấy. Đúng rồi. Thì phải chuyển lên trên này ở chẳng hạn. Vâng. Ba đứa con trai như thế thì kiếm đâu ra để đất ở. Nên là cháu nói chuyện với ông xem là ông bán thì cháu xem là mua để làm cái căn nhà nhỏ nhỏ để cho gia đình ở trên đấy. Thì cái chỗ này nếu mà muốn nuôi con gà thì xuống đây để nuôi. Vâng. Cái nền nhà đấy là ngày trước ông làm nhà. Vâng. Ngày trước thì không phải đâu, ngày trước làm vườn thôi, bây giờ cũng làm vườn thôi. Làm lán. Vâng, là nhà lán ở trên này thôi. Dạ. Để nuôi gà nuôi cái gì đấy thôi. Vâng. Nhưng mà bây giờ ở trên bản không có đất. Không có đất. Không có chỗ. Đất rất là hiếm ông. Vâng. Cháu thấy là mọi người còn không có đất nên là phải làm ở ngay ven đường ấy. Đúng rồi. Nên là gọi là kiếm một mảnh đất để mua thì hầu như là không có. Nên là hỏi xem là ông thôi ông bán cho gia đình của con, các con ở. Vâng. Nhưng mà ông bán thì ông bán bao tiền không? Chân thương không phải bán với giá nhẹ 50 triệu à? 50 triệu à? Rẻ một tí đi ông. Cho các con của mình thôi mà. Cho các con các cháu. Nhưng mà con mình bán như thế đây. Nhưng mà ta bán một cái nền nhà thì 1 triệu. Dạ. 50 triệu có đó nhưng mà. Nhưng mà chỗ đấy hẹp lắm chứ không? Hả? Cái đấy hẹp thôi chứ. Không thể nó mà đủ đấy. Đào lên một tí nữa. Ờ, đào lên một tí hay là đồng. Hai bên xếp ra một tí. Dạ. Hai bên xếp một tí. Chỉ nó dài đấy. Vâng. Thế ông bớt thêm một tí nữa. Gì mới đợi. Không biết đợi rồi. 40-45 triệu. Cháu cũng đi thiện nguyện thôi mà. Bởi vì các bác cũng thấy hoàn cảnh của các con, các cháu của mình thôi thì bớt rẻ thôi. Nhiều khi mà mình không, người ta không mua mình vẫn phải cho ở đấy, nếu mà không có ấy. Và thế nên là ông xem như nào để thời gian nữa, nếu mà bán thì bao nhiêu thì nói cho con trai của các cháu nhá. Rồi con bây giờ con về luôn đây. Và có gì thì ông nói cho họ xem như thế nào thì báo lại cho cháu. Vâng. Bây giờ về luôn. Vâng, cháu về luôn. Thế khi nào mới về? Cháu về đây à? Và lúc nào mà có dịp hoặc là như nền nhà như thế nào ấy thì cháu về đây. Bởi vì là thì gọi là các cô chú các bác cũng giúp đỡ tiền ấy thì như cái số tiền ông nói thì cũng chưa đủ ấy. Và cứ mua, nếu mà mua được thì cứ mua được đất trước đã rồi làm nhà rồi tính sao. Và
Thế ông cứ suy nghĩ nhá. Vâng, thế cháu về đây. Vâng. Vâng ạ. Thế chào ông nhá. Mẹ em đi đâu? Lên đây nghe anh nói chuyện với ông.